Đức Phật nhận ra cái khổ cho nên điều chân lý thứ nhất Ngài nói là khổ đế. Ngài bảo đây là khổ, đặc tính của nó là bức bách. Chúng ta cần phải biết tới cái sức mạnh bức bách của nó. Chân lý thứ hai là tập, đây là tập, đặc tính của nó là chiêu cảm. Tập nghĩa là tích tụ, tụ tập cái gì? Tụ tập phiền não. Bởi nhận thấy các chúng sanh khổ nên Đức Phật phát nguyện cứu độ chúng sanh. Nhận thấy rằng phiền não do tụ tập lại mà thành nên Đức Phật phát nguyện đoạn trừ phiền não, nguyện rằng chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô lượng thệ nguyện đoạn. Đây là tập, đặc tính của nó là chiêu cảm. Tự mình gieo nhân nên gặp quả báo, tự mình chuốc lấy và tự mình có cảm ứng cho nên gọi là chiêu cảm. Những phiền não ấy nhiều không kể được, nói một cách tổng quát thì là 84.000 phiền não, nhưng thực ra phiền não là vô lượng vô biên. Chân lý thứ ba là đạo. Đây là đạo, đặc tính của nó là có thể tu. Đây là đạo Bồ Đề, đạo của trí huệ, đạo thành Phật, đạo đưa tới dứt đường sanh tử. Tính cách của nó này, tính cách của đạo này là có thể tu. Nếu như quý vị tu hành thì quý vị có thể đạt được đạo, không tu thì không đạt được. Cho nên có câu pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Chân lý thứ ba là diệt. Đây là diệt, đặc tính của nó là có thể chứng diệt. Đây có nghĩa là niềm vui của tịch diệt. Có câu nói các hành vô thường thuộc về pháp sanh diệt. Sanh và diệt đều diệt, tịch diệt là niềm vui. Chư hành vô thường thị sinh diệt pháp, sanh diệt diệt dĩ, tịch diệt vi lạc. Trong một kiếp quá khứ, Đức Thích Ca đã từng hy sinh thân mạng để đổi lấy một nửa bài kệ trên. Số là trong thời kỳ tu khổ hạnh, có lần Ngài gặp một vị trời thuộc Tịnh Cư Thiên. Lúc ấy giả trang làm quỷ dạ xoa. Vị trời này muốn khảo nghiệm trình độ tu của vị lão tu hành, vị tu hành kỳ cựu này. Muốn thử xem tâm thành cũng như sự hy sinh của vị ấy tới mức nào. Dạ xoa bèn tiến lại. Và khi đi ngang trước mặt ông ta, dạ xoa tự ngâm nga một mình hai câu. Các hành vô thường thuộc về pháp sanh diệt. Vị lão tu hành nghĩ thầm, ủa quỷ này ca hát gì đây? Đây chẳng phải là một bài hát mà là hai câu của một bài kệ. Hai câu này có ý nghĩa lắm. Ngài bèn hỏi, ngươi nói cái gì đấy? Quỷ dạ xoa đáp, ta nói rằng ở các hành là vô thường thuộc về pháp sanh diệt. Vị lão tu hành, bài ngươi đọc đó còn thiếu hai câu nữa phải không? Quỷ, đúng lắm, còn thiếu hai câu nữa. Vị lão tu hành, vậy ngươi hãy đọc ra cho ta nghe với. Quỷ, đọc ra cho ngươi ư, ta đừng đói, không còn hơi sức để đọc tiếp hai câu kia. Ngươi phải cho ta thứ gì để ta ăn, no bụng rồi ta mới đọc được. Vị lão tu hành, được, ngươi muốn ăn thứ gì, ta sẽ kiếm cho ngươi, đặng ngươi được no bụng rồi đọc hai câu kệ cho ta nghe. Quỷ dạ xa nói, ta phải ăn thịt người sống, uống máu người sống thì ta mới no bụng được. Liệu ngươi có dám giả thân ngươi để ta ăn thịt và uống máu ngươi không? Đức Phật thầm nghĩ, sớm nghe được đạo, tối chết cũng cam. Pháp này đổi lấy cái chết cũng đáng. Ta được nghe xong rồi, có chết cũng không tiếc. Và lại chừng nào ta chưa được nghe hai câu kệ đó, lòng ta vẫn còn đeo đuổi, vĩnh viễn khôn nguôi. Bởi vậy Đức Phật bảo, được lắm, ngươi cứ đọc ra cho ta nghe, ta bằng lòng hiến trọn thân ta cho ngươi. Dạ xoa bèn đọc hai câu kệ như sau. Sanh và diệt đều diệt, tịch diệt là niềm vui. Các hành là vô thường, có nghĩa là trên thế gian hết thảy mọi thứ đều vô thường, thuộc về pháp sanh diệt, tức là hết sanh thì đến diệt, hết diệt lại đến sanh, cho nên gọi là pháp sanh diệt. Sanh và diệt đều diệt, khi nào sanh và diệt đều không còn nữa, tới trạng thái tịch diệt, một trạng thái không sanh không diệt. Lúc đó tịch diệt là niềm vui, một niềm hoan lạc, chân chánh và vĩnh viễn. Nói xong câu kệ, quỷ bèn đòi ăn thịt vị lão tu hành. Vị lão tu hành nói, khoan đã, đừng ăn thịt ta vội. Quỷ dạ xoa, sao ngươi muốn nuốt lời ư, không được đâu. Lão tu, ta không nuốt lời, ngươi hãy để cho ta lấy dao khắc bài kệ đó trên thân cây, cho người thế gian đời đời được trông thấy, đặng họ phát tâm bồ đề tu thành đạo quả. Quỷ dạ xoa, ý kiến của ngươi được lắm, ta để cho ngươi khắc đó. Lão tu lấy dao lột vỏ cây ra rồi khắc kệ lên thân cây. Trong khi đó quỷ dạ xoa đứng bên hối thúc, người khắc lẹ tay lên một chút, ta đói lắm rồi, chịu không nổi nữa. Vị lão tu hành giáng sức làm mau hơn, và khi bài kệ đã khắc xong, quỷ dạ xoa nói, bây giờ thì chẳng khách khí gì nữa, ta phải ăn thịt và uống máu của ngươi đây. Lão tu chờ thêm một chút nữa. Quỷ dạ xoa, lại còn chờ nữa ư, ta đã chờ cho ngươi khắc bài kệ lên cây rồi, ngươi cứ tìm cách chỉ hoãn mãi, ngươi muốn cái gì nữa? Lão tu, ta nghĩ bài kệ mà ta vừa khắc trên cây sau một thời gian sẽ bị mưa gió phá hủy, khó có thể tồn tại được.
hiện nay ta sẵn có con dao đục đá, ta muốn khắc bài kệ đó trên đá, như vậy nó sẽ vĩnh viễn không bị xóa mờ. Ngươi hãy ráng chờ ta thêm chút nữa, đằng nào ta cũng phải ghi lại bài kệ trên đá mới xong. Quỷ Dạ Xoa: cũng được, cho ngươi được tại nguyện, ngươi khắc đi. Khi vị lão tu hành khắc xong, quỷ đòi ăn thịt, ngài bằng lòng nói: bây giờ ngươi ăn thịt ta đi. Nói xong ngài nhắm mắt lại, chờ Quỷ Dạ Xoa tới để ăn thịt mình. Bỗng nhiên lúc đó, ở trên không trung có tiếng nói vọng xuống: hay lắm, lão tu hành thực có lòng hy sinh to lớn, vì pháp quên thân mình, trong tương lai nhất định sẽ thành Phật. Ngài bèn mở mắt ra, thì chẳng thấy Quỷ Dạ Xoa đâu, trước mặt ngài là một vị trời của Tịnh Cư Thiên. Bởi vậy đây gọi là câu chuyện xả thân mạng vì nửa bài kệ, bỏ cả sanh mạng mà chẳng sợ mảy may. Là những người học Phật, chúng ta liệu có được tấm lòng chí thành và khẩn thiết như vậy chăng? Chúng ta có dám đổi sanh mạng mình để lấy nửa bài kệ hay một bộ kinh không? Tuy nhiên hiện nay trên thế giới cũng không thiếu những người dốc lòng tu hành. Vậy Phật Thành của chúng ta vẫn thường khuyến khích mọi người đọc tụng và thuộc lòng bộ kinh Lăng Nghiêm. Có người thuộc hai quyển, có người thuộc ba quyển, nhưng chưa thấy ai thuộc cả bộ kinh. Trước ngày vía Đức Phật A-di-đà khoảng một tháng, có một nữ Phật tử phát nguyện đóng cửa học thuộc kinh Địa Tạng và kinh Phạm Võng. Hẹn trong một tháng đọc tụng thuộc lòng hai bộ kinh trên. Lúc đó tôi đồng ý, rồi cho người đi theo để trông nom, cung cấp đồ ăn và nước uống, đặng giúp vị này thành tựu lời phát nguyện. Quả nhiên trong hạn kỳ một tháng, người đó đọc thuộc cả kinh Địa Tạng và kinh Phạm Võng. Đó là người đầu tiên tại Vạn Phật Thành thuộc hai kinh này. Quý vị muốn biết danh tính của người đó chăng? Tên gì, họ gì? Điều này tôi không thể nói cho quý vị hay, bởi tôi không muốn quảng cáo cho ai cả. Người đó là một Phật tử tu hành tại Vạn Phật Thành, và ở đây ai ai cũng như vậy. Gần đây có một vị cư sĩ ở Los Angeles tên là Hà Quả Lâm, Hà Diệu Lâm, làm nghề châm cứu. Ông đến Vạn Phật Thành bế quan trong 10 ngày thì đọc thuộc lòng được bộ kinh Kim Cang. Tại sao tôi nói tên của ông ta là Hà Quả Lâm, Hà Diệu Lâm cho quý vị biết? Bởi đó là một thầy châm cứu. Tôi quảng cáo không công cho ông, điều đó chẳng quan hệ gì. Đặc tính của đạo là có thể tu, đặc tính của diệt là có thể chứng, chứng được niềm vui của sự tịch diệt. Vậy ai có thể chứng được? Người nào tu hành một cách chân thực thì có thể chứng. Bởi vậy cho nên biết khổ, hiểu khổ thì đoạn tập, nghĩa là đoạn trừ phiền não, mộ diệt, hâm mộ, niềm vui tịch diệt, mới nên tu đạo. Do đó mới nói biết khổ, đoạn tập, mộ diệt, tu đạo. Lần đầu chuyển pháp luân, Phật nói: đây là khổ, tính bước bách, đây là tập, tính chiêu cả, đây là đạo, có thể tu, đây là diệt, có thể chứng. Thực ra phải nói theo thứ tự là khổ, tập, đạo, diệt, nhưng vì người Trung Quốc đã đổ lại cho đọc thuận, để đọc cho thuận miệng nên mới nói là khổ, tập, diệt, đạo. Lần thứ nhì, chuyển pháp luân, Phật nói: đây là khổ, ta đã biết, không cần biết thêm nữa. Câu này có nghĩa là ta đã biết khổ, ta không muốn chịu cái khổ đó nữa, và ta cũng không muốn biết thêm về khổ. Đây là tập, ta đã đoạn trừ, ta không phải đoạn trừ thêm, có nghĩa là ta đã đoạn trừ tập rồi, không còn cái gì để đoạn trừ nữa, ta đã hết phiền não rồi. Đây là đạo, ta đã tu, nghĩa là ta đã tu xong đạo Bồ Đề, đã thành Phật rồi. Đây là diệt, ta đã chứng, nghĩa là ta đã hiểu trọn vẹn các pháp khổ tập diệt đạo. Lần thứ ba chuyển pháp luân, Phật nói: đây là khổ, người phải biết, đây là tập, người phải đoạn trừ, đây là đạo, người phải tu, đây là diệt, người phải chứng. Sau ba lần Phật chuyển pháp luân về pháp tứ đế thì tôn giả A Nhã Kiều Trần Như chứng ngay được quả A-la-hán. Này, chúng ta cũng nghe xong pháp này rồi, có vị nào chứng được quả A-la-hán chưa? Tôi cũng không rõ. Kệ hồi hướng công đức, nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Phật tịnh, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, liền phát tâm Bồ Đề, khi bỏ báo thân này, sinh về cõi Cực Lạc.